Đám giỗ á, nếu mà có trùng nhau thì ít ra cũng phải ưu tiên nhà chồng trước chứ. Rồi còn nhà mẹ đẻ thì mình dời một ngày, có sao đâu chị hai. Em nói vậy mà em nghe được hả Nhi? Em, nó nói đúng mà còn ý kiến gì nữa. Ở trong cái nhà này không bao giờ có cái chuyện mà đám giỗ ba chồng vắng mặt con dâu đâu, biết chưa. Mẹ, mẹ làm cái gì vậy? Nè, ai cho cô cái quyền tự quyết định trong cái nhà này vậy hả? Nghĩ sao mà ngày mai là đám giỗ của ba chồng mà bữa nay cô xách vali lên cô đòi về ngoại hả? Mẹ, rõ ràng là chuyện này vợ chồng của con đã bàn bạc xin ý kiến của mẹ hết rồi mà. Ngày giỗ của ba chồng cũng là ngày giỗ của mẹ con. 6 năm qua, vào ngày giỗ của mẹ con chưa bao giờ có mặt hết. Con chỉ muốn là năm nay về thắp cho bà nén nhang. Con có xin ý kiến của mẹ hết rồi mà. Đám giỗ á, nếu mà có trùng nhau thì ít ra cũng phải ưu tiên nhà chồng trước chứ. Rồi còn nhà mẹ đẻ thì mình dời một ngày, có sao đâu chị hai. Em nói vậy mà em nghe được hả Nhi? Em, nó nói đúng mà còn ý kiến gì nữa. Ở trong cái nhà này không bao giờ có cái chuyện mà đám giỗ ba chồng vắng mặt con dâu đâu, biết chưa. Dạ, con nghe ba. Con hả? Con lên máy bay chưa? Ba nấu cơm rồi, đang đợi con về ăn nè. Nghe con về đám giỗ của mẹ, ba vui quá, nguyên đêm ba không ngủ được luôn á. Ba, tự dưng con có công việc đột xuất nên là con hoãn lại chuyến bay rồi. Công việc này con không xử lý là không được. Con xin lỗi ba, mà ba đừng có buồn nha. Có gì để năm sau con về sớm trước mấy ngày luôn. Con chơi với ba cho ba đỡ nhớ nha. Ba đừng có buồn nha.